Trong showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có lượng fan hùng hậu. Không chỉ được khán giả yêu mến trên sân khấu mà Đàm Vĩnh Hưng còn thường xuyên tương tác với fan hâm mộ qua Facebook và qua các mạng xã hội khác. Tuy nhiên, ngày hôm qua thì ông Hoàng Nhạc Việt khiến cho nhiều người bất ngờ khi tuyên bố sẽ khóa Facebook một thời gian vì tự nhiên anh cảm thấy chán. Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Chính thức khóa Facebook một thời gian ngắn, đến khi nào có gì vui vẻ thì sẽ xuất hiện. Tự mình thấy chán mình khi mà chẳng mang lại niềm vui nào, chỉ toàn là sầu đau, ca thán số phận, buồn bã, thất vọng. Tạm biệt mọi người." Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên suy nghĩ lại, do họ quá yêu mến Đàm Vĩnh Hưng và luôn muốn theo dõi những hoạt động của anh trên Facebook. Thậm chí nhiều người còn cho biết là sẽ không dùng Facebook nữa nếu như Mr. Đàm khóa trang cá nhân. Trong những comment có ca sĩ Dương Triệu Vũ gửi biểu tượng ủng hộ quyết định của Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây một tháng thì Đàm Vĩnh Hưng cũng từng úp mở chuyện là anh sẽ trốn mạng xã hội Facebook trước Diamond Show diễn ra. Do đó có lẽ đây là động thái để anh có thể tập trung thời gian cũng như tâm trí vào những dự án nghệ thuật đang thực hiện hơn là vì sức ép dư luận hay là trốn tránh scandal như nhiều nghệ sĩ khác. Vâng, và trong lịch sử Facebook thì có rất nhiều nghệ sĩ đã từng áp dụng chiêu khóa trang cá nhân khi phải đối mặt với scandal. Gần đây thì có ca sĩ Tuấn Hưng khi anh chịu nhiều chỉ trích vì cách ứng xử thiếu lịch sự với ca sĩ đàn chị Mỹ Linh. Trước đó thì có Hồ Ngọc Hà, dù là người rất chăm chỉ cập nhật Facebook nhưng ở thời điểm trong tâm bão của scandal cập kè với đại gia Kim Cương thì cô cũng khóa Facebook một thời gian để tránh những công kích của dư luận. Cặp đôi diễn viên Minh Hà và Chí Nhân thì cũng đã dùng cách này khi mối quan hệ của họ bị phát hiện. Và rõ ràng là Facebook là công cụ giúp cho người nổi tiếng kết nối gần gũi hơn với người hâm mộ, thậm chí là công cụ để kiếm tiền rất hiệu quả, nhưng cũng là thứ mang lại thị phi, tai tiếng, sự mệt mỏi nếu không biết giữ gìn hình ảnh, lời ăn tiếng nói.